Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ chế xe máy Dreamway hay các dòng Yamaha thành xe ba bánh. Chọn bộ có nhu cầu là tải trọng dưới 300 kg, khoảng 200 kg sử dụng cho cái bộ này là hợp lý. Dưới 300 kg thì xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ bao gồm cầu, bánh, nhíp, bốn lá, số lùi, trục cát đăng, phanh tay, phanh chân, phụ kiện, tất cả các phụ kiện đi kèm. Bộ này thì được trang bị một cặp bánh là 90/90-12, lốp không xăm, đường kính bánh là 46 cm, số lùi cốt 17 hoặc cốt 19. Cốt 19 thì màu xám, màu ghi, còn số lùi 17 thì màu vàng. Cặp nhíp 5 lá, dài là 50 cm, 53 cm. Cặp nhíp 4 lá, dài 53 cm, nhíp hàng nhập các bạn. Đây, nhíp hàng nhập chất thép rất là tốt, độ đàn hồi cứng và độ đàn hồi tốt, phụ kiện nhíp đầy đủ. Đây, mặc dù là phụ kiện rất là đầy đủ, đồ tải trọng nhẹ nhưng phụ kiện thì vẫn đủ, giống như những cái bộ tải trọng cao, có cả phanh tay, phanh chân. Các loại cầu thì có chiều dài là từ 70 cho đến 1m2, giá là như nhau. Toàn bộ như trong video này, giá sẽ được để dưới phần mô tả sản phẩm. Mọi chi tiết liên hệ xin vui lòng liên hệ 0983 818 955.